Virus SARS-CoV-2 không chỉ tấn công phổi và các cơ quan nội tạng mà còn xâm nhập vào tai trong, khiến cho nhiều bệnh nhân gặp các vấn đề về nghe và giữ thăng bằng. Đây là kết luận trong nghiên cứu mới được nhóm chuyên gia của Viện Công nghệ Massachusetts và Trung tâm Thính và Thị giác Massachusetts nước Mỹ công bố. Nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 đã thông báo triệu chứng đau ù tai hay là mất thính lực, dễ chóng mặt và loạn trọng khi đứng. Điều này là do virus SARS-CoV-2 xâm nhập và tấn công vào các tế bào của tai trong, trong đó có tế bào lông vốn đóng vai trò quan trọng trong việc nghe và giữ thăng bằng. Nhóm tác giả hy vọng thông qua nghiên cứu này, giới chuyên gia sẽ chú ý hơn tới triệu chứng ở tai của bệnh nhân mắc COVID-19, từ đó sẽ phát triển được phương pháp điều trị mới cho người bị nhiễm trùng tai trong do virus SARS-CoV-2 và các virus khác gây ra.